Rồi ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lá Bách Hợp. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Samurai Warriors 4.2 tiếp ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với trận Kasai Osaki. Thì nói chung đây là một cái trận đánh mà bắt đầu là phe của Độc Nhãn Long quay giáo với nhà Toyotomi. Mà chúng ta sẽ cố gắng đuổi nhà Toyotomi ra khỏi lãnh thổ của chúng ta ở khu vực Đông Bắc của Nhật Bản. Và sau đó chúng ta sẽ thiết lập quan hệ với Đông Quân. Rồi ok, thì nói chung là mọi thứ thì nó giống như tập trước mình đã nói thôi đó. Đây là tới lúc con rồng mà nó ra trận rồi. À quên, nó phải bấm ship cho nó tự chạy, xin lỗi các bạn. Thì đó các bạn có thể thấy thì nói chung là hầu như ai cũng gọi Hideyoshi là con khỉ cả. Thì nói chung là Nobunaga gọi ông là hậu tử mà. Ông thì cũng nói chung là nhân vật này thì nó còn khá nhiều tranh cãi trong cái việc mà nhân dạng của ổng có thực sự là giống khỉ hay không, hay là chẳng qua là do, hay là do cái hình ảnh này là do cái, do là Oda Nobunaga gọi ông ấy như thế. Thì thật ra khi mà chủ mà đặt tên cho những người phục vụ dưới trướng mình mà theo tên con vật ấy, tức là cái địa, họ có địa vị khá thấp kép trong gia tộc. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng có thể hiểu một cái khác là khi mà được chủ ưu ái đặt cho biệt danh thì có thể là họ đã được một cái sự ưu ái nhất định rồi. Thì nói chung là cũng tùy theo quan điểm lịch sử thôi. Nhưng mà nói chung thì dù ông ấy có cái vẻ bề ngoài mà khá giống khỉ hay là không thì cái điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là ông ấy đã có để lại những rất nhiều ảnh hưởng của mình đó đối với lịch sử của Nhật Bản, nó mới được là điều quan trọng. Còn nhân dạng thì lúc đó có máy chụp hình đâu, và bây giờ chúng ta muốn đòi so sánh đối chiếu thì biết ra đâu ra. Đối với một số nhân vật thì chúng ta chỉ có hình ảnh của họ trong văn hóa đại chúng thôi, chứ hầu như là không có ảnh chụp để mà chúng ta nói là cái hình đó là hình chính danh. Tại dấu sau đi nữa thì máy chụp hình là mãi về sau mới có rồi mà. Thế kỷ 16 thì về cũng chỉ có lấy tranh vẽ thôi. Thật ra thì lúc này về cơ bản nếu mà dùng mỹ thuật của phương Tây mà vẽ thì cũng ra được cái hình nó chừng chính xác chứ không phải không. Tại mỹ thuật của phương Tây đã trọng đến chính xác, mà lúc này chúng ta đang ở Nhật Bản. Mà mỹ thuật phương Đông mình thì đa phần là nó vẽ, nó vẽ theo kiểu ước lệ không à, cho nên nó là vẽ xong rồi cái không bao giờ nhìn giống được cái người đó, đó. Chưa kể là cái người vẽ ở phương quan điểm rễ vẽ tranh của phương Đông chúng ta là không phải miêu tả sát cái sự thật, mà vẽ tranh của chúng ta là cái kiểu mà dạng như là phải ví dụ là có phần phóng tác một tí. Thật ra nhiều lúc mà lại vẽ cái con người lên từ người thường mà nó vẽ hồi mình nhìn mình tưởng một cái vị thần nào đó luôn á mà. Thành ra là thôi. Nói chung là cái trách nhiệm mà gánh vác gia tộc là đè nặng lên vai ông Kojiro này rồi. Rồi. Rồi, yasemase ha. Rồi, nói chung là chủ cửa tiệm nào mà đụng phải người như mình là chắc là cũng vui lắm, tại mỗi lần thấy mặt mình là ông mình hốt sạch cửa tiệm thôi. Nói cho vui là như thế chứ ở đời được mấy vị khách giống vậy đâu. Rồi ok, rồi ok, cái này để dành mốt ép đồ thôi, cái này chắc chắn là phải để ép rồi. Rồi ok. Tiền nhiều chứ, nhưng mà rồi trời ơi, còn được thêm dầu spirit nữa thì quá ngon rồi. Đây để đẩy ra. Rồi ok, ông Độc Nhãn Long được về là ngon rồi. Giờ đợi ông đủ lên đủ cấp mình ta nâng vô đây là ok thôi. Còn ông Kojiro chắc là khó nâng, là tại ông này cái của ổng nó chạy vòng vòng luôn. Đây búp đép cho ổng xíu, bữa giờ đánh thấy cái đép ổng hơi yếu. Rồi thôi, cái gì cũng được. Có để nâng cấp là vui rồi. Đây đẩy mạnh cái tốc độ cho ổng một tí, mất mát gì đâu. Rồi xong. Ok, ra trận nè các bạn. Rồi chủ tớ cùng ra, bây giờ hai người cùng level 25 hết rồi đó. Chắc bữa nào phải dẫn ông Độc Nhãn Long với lại ông Kojiro đi leo tháp bữa. Ta sẽ làm tập leo tháp cùng Độc Nhãn Long các bạn ha. Độc Nhãn Long chứ không phải hột nhãn lòng nha các bạn, tội nghiệp mình lắm. Rồi ok, để mình lưu game cái cho chắc ăn chánh nó bị văng các bạn. Rồi đây.
vừa vô là tiếp chơi nhiệt tình đó các bạn. Rồi đây phân thân kỹ thuật họ dùng luôn cả cái phần thuộc tính nữa, bật cái thuộc tính này lên rồi là các bạn khỏi chê luôn. Chơi cái ông này không lấy được kinh nghiệm mà cứ lấy được tiền thôi, tiếc về mặt tiền các bạn thấy ông dùng không có gì hết trơn, chỉ có là chúng ta nâng cấp vũ khí mà nâng thêm một đợt thì nó mới tốt, mà các bạn nâng luôn đợt rồi mỗi lần các bạn có những cái các bạn ép vô nó tốt 100% mà tiền mình cứ thế mà đầy lên thôi. Ây dạ, đùa với anh, ông này cũng thuộc diện là phải đánh đó cái thổi sáo này của ổng khá nguy hiểm, ít thổi đèn harmonica chứ lộn, tại từ giờ ổng đánh là nó sẽ ra bên cái đạn bắn nữa. Nói chung là chủ tớ ông này đúng kiểu thích chơi súng ngắn rồi bạn, chủ tớ hai người này quá hợp luôn á. Nói chung là vừa là chủ tớ mà vừa là bạn chi kỷ với nhau nữa thì ôi trời ơi, rồi quá hợp nhau kiểu đó thì giống như là ta nói trời sinh cặp rồi, mình sinh ra để làm bằng hữu nha chứ không phải để yêu nhau nha các bạn, đừng hiểu rằng cái kia tội nghiệp mình lắm. Rồi ok, để lưu một cái rồi chắc ăn, kêu là đề phòng rush game đó, game này nó hay bị rush với lại các bạn chơi nếu mà cho lưu kiểu này nên lưu nên sẽ là để tránh điện đồ nữa. Ở Việt Nam mình hiện nay thì có lẽ là điện nó còn như cái vấn đề điện đó nó không như xưa nữa, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta cũng phải đề phòng điện. Không biết trong chơi game mà trong làm việc cũng là cũng vậy, chứ nó thì các bạn đang làm mà quên luôn cái lỡ nó mất điện cái chúng ta cũng không biết là chắc ai luôn nha. Đặc biệt những cái lúc mà đi thi đồ cũng vậy nữa, thầy hay dặn là phải lưu liên tục là để tránh bị nó mất điện, có cái làm lại còn không mà ngồi đó làm lại khóc luôn ấy. Ở đó thầy cũng dễ cho mình thêm thời gian thôi, nhưng mà có điều là nó thiệt cho mình, tại vì khi cái lúc đó lần đầu mình làm nó tốt, cũng lần sau mình làm khi tâm trạng mình không tốt, đặc biệt là khi làm lại nữa tâm trạng mình không tốt mình lại làm không giấy thì nó không điểm lại thấp hơn so với lần đầu nữa thì tiếp. Có cái tử này là mình càng lên là nó quay không á, cái tử này rất lợi luôn. Cái này thì nó bị cái là nó không cho mình đồ tài chung giữa hai nhân vật thôi, ai lụm thì người nấy được hưởng, nhưng mà có một điều là tính ra thì cũng không tiện lắm, tại vì giữ cái game nó nhanh trong thật qua chúng ta đánh được nhiều người ra là nếu chúng ta thì nó cũng chả tốn bao nhiêu cả. Như có tiếp viện nha, tức là đánh nhiêu đây đánh hết lính lên trên map rồi, khi cắt xong nó còn nhiều khác nữa. Đọc nhãn lông mà càng này khỏi chê rồi. À đây trong nói chung là chuyên về đánh chạc mà nó đánh hai bơ là đẹp khỏi chê luôn. Ông kia là vừa có thử mà vừa có khổ đó thì khỏi chê rồi. Ồ, cái Tsunade tới rồi. Rồi ok, Mitsunari tới thì Mitsunari tới gì đâu sợ đúng không? Rồi đây, rất luôn. Tuổi gì? Đụng độc nhãn lông là thấy tụi mấy chú mệt rồi. Rồi đây luôn, phá cho chắc ăn. Rồi xong. Rồi tới lượt ông này. Tứ một quân sư ra trận. Đây, bật cho thuộc tính lên là thấy chú này là mùa xuân thì con không về rồi. Rồi xong, chung là cũng kinh đấy nhưng mà thường thôi, đa phần thì nó sẽ nghiêng về phía mình trừ khi là tướng mình ngu quá mình đánh không được cái nào. Rồi ngựa đâu, trường hôm nay phải gọi ngựa tại vì xa quá mình không có lướt được, chưa kể là trên chỗ đỏ nó không có chỗ đỏ, nó không có chỗ hồng nha, toàn bộ là đỏ hết á. Hút tròn cái có ngựa xịn rồi chấp hết mấy thằng này cũng được các bạn. Rồi vũ đánh xong vũ ra đây đánh cho nó dễ, mọi gì đứng đó đánh đúng không. Đây nào vô đây, đọc nhãn lông ta đang ở đây, kẻ nào dám lên
đúng lúc rồi mà dùng được chiêu gọi pháo luôn chứ. Kishio Tachibana à, bà này ở đảo Phú Châu nè, tức là già phải lùa bà ra khỏi đồn của bà ấy à, hay không phải lùa về đồn hả, lùa này hơi khó à. Thôi mất thời gian tử luôn cho lẹ. Cái mã này nó bị cái này đôi khi ai nó lướt được các bạn, lướt là sao lướt, nó lướt lướt thì né được chiêu, không sao được, sao không hiểu, từ mấy con hay lướt thôi. Này vậy đi nha, phải lùa bả đi sai đường, nghĩa là cái đường lùa nó dài quá, cũng lùi lùa, lùa tưởng lùa ra khỏi đồn thôi được, cái lùa ra xa cái này quá rồi. Ở gì đây, rồi bật lên chơi luôn, anh là ngán mấy chú à, anh không muốn ngán mấy chú đâu nha, còn có điều cái điểm nó càng lúc nó càng lên thôi. Rồi đây cắt đất luôn, tha hồ ăn. Rồi chú xôi, rồi đây độc nhãn long đánh tiếp, bả này nó tốc độ đánh thì nó nâng lên được bậc luôn rồi phải. Ấy chết, quên quên nữa, quên lưu nó hôm nãy giờ quýnh hăng quá, quên lưu, giờ phải chơi lại nguyên khúc rồi đấy. Xin lỗi các bạn nha, tại cái này nó là cái vấn đề của game mà mình chịu rồi. Chứ game này nó hay rát lắm, đặc biệt là sau mỗi lần mà cài lại máy sau là dễ dính lắm. Lúc mà trước thì không sao, mà dạo gần đây nó hay bị, nó không bị bất hình ảnh nữa mà nó chuyển qua cái lỗi này, các bạn buồn ghê vậy đó. Năm lỗi này lỗi kia mới buồn, mới buồn cuộc đời chứ. Hình như là cuối cùng nãy mình lưu là lúc mình đang điều khiển độc nhãn long rồi phải. Rồi đây, nó để, nó hay để chim non nha, bấm nhầm cái là chơi lại luôn á. Rồi các bạn thông cảm. Tại mình không có bấm chụp hình được, mình bấm chụp hình một hồi á là nó lại làm cái máy mình chạy nặng hơn xíu nữa. Thôi à, chúng ta chơi lại chỗ này xíu vậy. Nãy quên lưu quýnh quá. Quýnh rồi đang hăng rồi không có để ý lưu cái vụ lưu. Lại bấm vô lưu nữa chứ nó phải là dùng tắt các bạn. Mà nhiều khi dễ quên lắm. Cái chiêu của mình nó bị cái là nó hồi không có đưa, không có cùng thời gian rồi. Nhiều lúc chiêu này hồi rồi, chiêu kia chưa hồi. Rồi đây. Không lỗi này lỗi kia đâu mà buồn ghê vậy đó. Rồi ok thôi không sao. Ê, ê, còn đồ ở đây. Mấy em tin nữa ủ hình cũng sắp rồi. Ngọc là quý của mình lắm luôn á. Đây, ê, 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 tôi ở đây cơ mà. Thấy không? Nó đánh cái này tướng điện như đùa đâu không? Nãy mới chơi Orochi còn hơi nặng nề. Quýnh khó khăn rồi qua tới đây lướt ra nó cũng phê như con tê tê luôn. Quýnh phát nào đã phát đó, ông này mặc định nó tự ra cái hai bơ cũng ghê. Nói chung nó tự động nó tăng tốc luôn chứ còn đánh được tướng rồi. Rồi đây. Bắn vô mấy phát bỏ gác rồi đó. Rồi, ok vụ vụ bảy giờ đâu. Nãy vừa nãy quên vụ rồi giờ vụ được. Đây đây đây, rượt em đi, rượt em đi. Hey. Hey. Được em đi chị hai. Rồi đây, nãy không làm được nhiệm vụ thôi.
đây, đây sắp được rồi, để dụ rồi, vô đây cho đâm mấy cái luôn á, không sao rồi, ok, đóng cửa lại rồi là chị chết với em. Ủa? Rồi sao giờ chị còn gì muốn nói không? Đây bật cái này lên rồi là chị mệt với em. Rồi xong, hết cứu chủ tướng nha. Quá đỉnh. Rồi xong. Chưa ăn. Rồi xong. Rồi cho động chỗ này đánh được chưa ta? À được rồi. Rồi xuống đây dọn cái đã cho động nó lâu đi được kia. Ông này nhiều vũ khí rồi, ta giờ mấy người cần vũ khí độc không lâu. Với cây kia của ổng có 20 rồi hơi bèo. Cái chiêu thổi này càng là hơi bị kinh đấy. Rồi đây lưu lại một phát nữa. À Kunoichi chi. Rồi chưa biết là cái chiêu gì mà kệ nó cứ dùng đi. Đây. Học nhãn lông ta đang ở đây, kẻ nào dám lên. Gì đây? Ê trời ơi, hết tiệt chiêu rồi. Nó đang ở dùng đỏ nữa, nó mạnh quá. Quýnh không phê các bạn. Giọt giọt ra dùng trắng đã. Rồi, ok. Ra dùng trắng rồi, đừng có làm phàn. Này thì làm tàn này. Phân thân chỉ còn. Rồi bay. Tại nãy quýnh cô không có thuộc tính nè, nên nó hơi đuối. Mình đang tính chung tung chiêu số 4 mà vô tình nó ra được cái chiêu này. Này thì đó, cái chiêu này của ông đồng nhãn lông hơi đỉnh luôn. Thật ra tướng nào thì cũng có đòn số đòn cái ông tướng top hyper này, con nào cũng có đòn số 4 thôi. Nhưng mà đòn của ông nhãn lông là nó ra nhanh và nó mạnh nhất. Nó ra nhanh chứ cũng chắc là mạnh nhất, mà chung thì là hiệu quả nhất rồi. Nó đánh dùng dập luôn. Mấy ông kia đánh là có khi là còn thở thở, còn ông bình thường quốc là không có nó nhiều luôn. Rồi ok, kích tiệt kêu lên kiểu này thì ai mà chịu cho nổi đúng không? Một phát mà đi hết nguyên dàn tướng của đối phương à. Vũ khí vàng thì giờ ta không cần, ta cần cái vũ khí bạc thôi. Rồi cho ông độc nhãn long đánh đi, mình đây mình đánh chỗ này. Rồi xong dành thế là ngon. Ok, à chỗ này chắc là lấn đánh rồi. Rồi ok, à chỉ đúng rồi đấy. Ok, Yukura Sarada hơi bị đỉnh đấy. Chiêu đặc biệt của ông này coi như không có luôn, mặt nó tào lao lắm. Rồi cái này được chiêu mà còn ông này máu trâu quá. À ông ra được búp mà hồi nào ông mạnh đấy. Rồi xong. Ngon cơm. Yukimura đã gục. Đó phải ra cây giống vậy này để còn xài. Phải bắt đầu mấy màn này nó khó hơn rồi thì cái tỷ lệ nó ra được vũ khí ngon nó sẽ nhiều hơn. Ở đâu màu hồng có màu hồng rồi đó, màn này tại vì cái thế của động nhãn lông khá là yếu các bạn.
mình coi vừa vô cái thế mà nó đuối, mình chỉ được một vài chỗ là nó được trắng ha, đi đường nó được trắng thôi, không mà mấy chỗ như nó đỏ nó không có gì hồng. Tướng thường không có chiếu chậm, không có slow motion chắc là rồi ra cái bình này nữa thì đúng là tướng tàu lao rồi. Cái đoàn hai bơ của mày rất đẹp luôn, tại vì thật sự mấy tướng hai bơ là cái đoàn hai bơ rất là được chú trọng thôi. Tướng đồng nha, quýnh mãi mà hết á. Chưa chết à, nó còn màu xám với cây máu là chưa chết nha. À, đánh chỗ này này. Rồi xong. Chỉ là được một cuốn sách thôi sao, hơi buồn đấy. Cái đồ bằng cái đồ hai bơ thì rất là sướng luôn, được thêm cái hiệu ứng tử nữa thì nó khỏi chê. Tức là càng lính thì càng chỗ con người luôn rồi. Rồi thêm cái xuyên giáp này, thêm cái chiếu này, thêm cái bút tính này, phân thông chi thuật này, bút tính nữa này. Rồi xong. Ông này là quýnh thường thôi, chúng ta ăn người ta rồi, khỏi không dùng cái chiêu gì đó. Quýnh càng kiểu này là hầu như là không cho đối phương có đất ngóc đầu dậy luôn à. Rồi ok, tiếp tục nào. Đây ông này chạy qua đây cứu lẹ, diệt hết dính đối phương là chúng ta mới tính tiếp được. Chứ vừa vô quýnh tướng liền hồi là không có đợi bài nữa, đáng ăn thêm mấy cái cục kia nữa. Chiêu số 4 của mày phải lâu ra nữa, nó không dở. Ok, để lưu game phát chứ nó dằn mấy phút này mệt lắm. Rồi xong. Tướng lực còn nhiều các bạn. Đây, càng hết mấy lính này đó. Cái này là lứa ai càng cho bao nhiêu lính là mấy hưởng luôn chứ không phải là cài chung nữa. Đây, này, đây. Các bạn thấy cái tử nó lợi hại không? Nó kéo máu, đụng lính là nó kéo gần hết máu luôn á. Rồi đây, tới lượt mấy thằng tướng này. Một lúc đây đi luôn 4 thằng là đảm bảo là nó trắng hết dùng rồi. Rồi xong. Mát luôn là đỉnh rồi. Ngàn lính nè các bạn, ông này còn càng ghê hơn tướng hai bơ nữa. Thật ra là tại cái vị trí của ổng cho phép ổng càng ngon thôi. Rồi đây rồi, còn lại để đọc hẳn lông lo.
phó tướng mà được hơn 1000 lính thì hữu tướng nữa thì lắm. Ôi, hay quá, nhờ đổi người đúng lúc là lấy được đồ ở đây. Mấy cái đồ mà trong thùng này là có khi còn tốt hơn đồ mình lụm được á các bạn. Đây. Rồi giờ tướng của đối phương là không là gì hết với mình luôn. Cùng tung chiêu nào. Rồi thôi, được đáp cho một chút này được rồi. Nó từ chiêu dài dễ sợ luôn á. Ồ, vũ khí vàng các bạn. Khúc này nó hết trao đổi rồi, phải đưa ông này rồi. Rồi để lát ra coi có được nhiều vũ khí nữa cho ông này, có nhiều thứ mình càng hết rồi đó. Rồi ok, chuẩn bị đánh trận cuối cùng rồi các bạn. Bây giờ đó là ở tập sau, nhưng mà chúng ta sẽ đến được với trận đánh cuối cùng trong đời của Độc Nhãn Long. Cũng là trận đánh mà nó quyết định số phận của Nhật Bản và Trung Quốc luôn. À rồi, chúng ta bỏ qua khá nhiều nhiệm vụ tại mình đó. Có thể là do mình đồ sát tướng đó trước khi mà nếu tướng đó kịp hiện nhiệm vụ lên. Rồi ok, Độc Nhãn Long vẫn nhiều hơn. Ông này đang có cây này vừa tử vừa băng. Cây này cây bút. Cây này nhìn khá là ổn ấy. Cây này thì hơi bèo. Không đủ chi tiêu, đủ chi tiêu. Ồ, ông Độc Nhãn Long ổng không có đủ may mắn rồi. Mèo quá. Rồi ok. Thắng rồi. Bây giờ sao già giải thích với lại anh Hideyoshi đây. À ở đây Hideyoshi còn sống à. À ông này bày kế là để hối lộ Hideyoshi các bạn. À ông Kojiro này là lớn ông Masamune 10 tuổi các bạn. À không, bằng vậy cũng nên các bạn, cái hai người nên cách tuổi nhau một chút, chứ không mà dạng như bằng tuổi thì cũng hơi phiền nhiều cái. Masamune lúc nào cũng máu rồi. Hình như là bữa giờ mình chưa thấy nó bất hình ảnh nữa nha các bạn. Nó không bất hình ảnh luôn, mình chuyển qua rush game. Thà nó bất hình ảnh thì mình không nói. Nó sợ nó rush game thôi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.